hơi cộc tịch. Mẹ em hay bảo là tính chó. Tính chó hả? Tính gì? Tính chó. Tính chó hả? Dạ. Ủa tính chó là sao? Cô nói một câu là mày học ngu như bò, biết thư tình hay lắm. Cuộc đời cậu con trai này sao nó nhiều trắc trở quá. Mẹ thì nói tính chó, cô giáo nói học ngu như bò. Thiệt là tình. Mời nhà gái. Nhà gái đâu rồi? Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Phạm Thị Hương, quê quán của em là ở Tuyên Quang. Hiện tại là em đang sinh sống ở quận 9, đang làm sale bất động sản. Ngoài sale bất động sản ra thì em còn một số nghề tay trái nữa, như là sinh trong vân tay hay là thần số học ấy ạ. Wow. Để hỏi coi chị Lan với Linh số mấy nha. Dạ, nhất trí ạ. Mời em trai. Em xin giới thiệu, em là Trịnh Xuân Chiến. Em sinh năm 1985, quê em ở Nghệ An, hiện tại đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm gì Chiến? Em lái máy xúc. Lái máy xúc hả? Dạ đúng rồi. Là cái máy ủi xúc lên hả? Dạ vâng. À rồi. Em làm bên chuyên ngành bê tông. Rồi nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì mình là một người rất là năng lượng, nhẹ nhàng và rất là vui tính. Khá là hài hước. Khuyết điểm thì mình khá là tự ti. Tự ti gì? Ti vì mình có một ngoại hình nó không được xinh đẹp cho lắm. Không, chị là có một cái ngoại hình trẻ hơn tuổi rất là nhiều đó. Trẻ hơn tuổi luôn hả? MC. Dạ. Trẻ hơn tuổi là được rồi đó. Ta thấy là điểm cộng rồi. Nhà trai, nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình là gì. Em biết làm mọi việc nha. Điểm yếu thì em hơi cộc tịch. Mẹ em hay bảo là tính chó. Tính chó hả? Tính gì? Tính chó. Tính chó hả? Dạ. Ủa tính chó là sao? Em thẳng, em thô. Thẳng thô? Dạ đúng rồi. Em không biết ngọt ngào. Chết mồ. Ví dụ em gặp cái cô đó mà xấu thiệt là xấu thì em nói sao? Không nói được. Em nói cổ xấu quá hả? Không, mình biết là được rồi. À, đừng nói nha. Dạ. Đó, thí dụ cổ đi qua nè. Nói về cổ đi. Chị Ngọc Lan qua xin. Vậy mà cọc tính đâu. Ta dễ thương gần chết luôn á. Tính chó. Thường á là mới nghe cái từ ra lạ thiệt á. Nào giờ tôi hay nghe là ví dụ như tôi có máu chó nha, đừng đụng vô nha, thì còn có chứ còn tính chó tôi chưa nghe. Không, nói chung chắc là mẹ mắng yêu rồi. Đúng không ạ? Em cọc tính. Cọc tính, tính hả? Nhưng mà thí dụ như giờ người yêu em làm gì em cọc thì em nóng lắm là em làm gì? Không nói gì mà đi ra. Vậy cũng đâu cọc tính đâu. Bạn bè em mà nóng quá thì em có luyện này luyện kia hay gì không? Không, cãi tay đôi thôi. Cãi tay đôi luôn hả? Cãi chừng nào thắng thì thôi. Thì không thắng được thì mình thua. Thua thì thật ra có những điều rất là thật nhưng mình cũng không nên nói thật. À, đau lòng người khác, tổn thương người khác. Đang nói cho bà nghe nè, bây giờ là phim ngôn tình nó nhiều dữ lắm. Con gái bây giờ đó bị nhiễm phim ngôn tình rồi, cho nên rất là mê những cái lời nói mà bay bổng. Mình cân bằng cái đó lại chút xíu ha, mình tập cái đó là phải. Đúng rồi, tập đó. Ngoài công việc em rành rồi thì em hay đi uống cà phê. Thế mạnh là uống cà phê à? Dạ, em nghiện cà phê. Trời, nghiện cà phê giống anh. Anh khoái thích cà phê. Để anh coi nhà gái coi sao nha. Ừ, nhà gái ta xinh à. Chào em gái. Dạ vâng, em chào anh Quỳnh Linh. Rồi Hương, nãy giờ Hương nghe một người đàn ông cọc tính chút xíu, thô thật, tính chó. Dạ, cái câu này ở ngoài Bắc cũng hay nói. Ngoài Bắc hay nói đúng không? Dạ vâng. Em có lo lắng gì về cái tính tình bên đó không? Cũng hơi lo một xíu ạ. Đôi khi em cũng hơi cọc tính một xíu. Em cọc luôn đó hả? Vâng. Hai người cọc tính nhau mệt á. Rồi đường tình duyên em sao nè? Đường tình duyên thì khá là trắc trở ạ. Có mấy mối tình? Thì có 1, 2, 3. Đến mối tình thứ 3 thì kết hôn ạ. Nhưng mà kết hôn được 7 năm thì cũng chia tay. Con em lớn rồi ạ, một nhóc. À, mấy tuổi rồi em? À, năm nay học lớp 11 rồi ạ. Bé. Ủa? Lớn rồi cho nên là bé quyết định là ở với ông nội. Thì em vào đây. Bao lâu thì về thăm con lần? Hồi mới vào thì gần như cứ 2-3 tháng là em về một lần. Khoảng 2-3 năm gần đây thì một năm về khoảng 2-3 lần. Nhưng mà sau khi chia tay ông xã rồi đó, mình cảm giác là mình có một cái gì mà nó chưa hoàn thiện trong hôn nhân không? Ví dụ như mình đang thiếu sự bao dung ở trong đó. Ừ. Có thể là người ta phạm sai lầm chẳng hạn, thì mình nên bao dung một chút. Thế thì bên này như thế nào? Em cũng yêu hơi nhiều. Nhưng ba cột mốc đáng nhớ là năm lớp 4. Lớp 4 mà yêu rồi hả? Dạ. Thấy cô bé bên cạnh lớp cạnh xinh quá, không biết tỏ tình biết thư tay. Rồi vâng. Kêu giữa em lớp giới gấp lại nó đẹp lên cho giáo viên phụ trách của bạn đấy. Trời ơi, lớp 4 mà đã chiêu trò vậy rồi. Cô giáo là nhìn thấy nét chữ là biết chữ của em. Cô nói một câu là mày học ngu như bò, biết thư tình hay lắm. Cuộc đời cậu con trai này sao nó nhiều trắc trở quá. Mẹ thì nói tính chó. Cô giáo nói học ngu như bò. Thiệt là tình. Hai con rồi đó, còn 10 con nữa là đủ.
12 con giáp. Nói vậy thôi, chứ thật ra tính cậu đó không có đơn giản vậy đâu. Cái này là cứng rắn đó. Bạn lĩnh lắm á. Mối tình thứ hai thì năm 2009 là em đi học nghề. Học nghề thì em có gặp một bạn nữ kia cũng học chung trường với em, quen một năm. Do cái tính chất công việc của em là chuyên phải đi những công trình xa, lúc đấy cũng đang tuổi trẻ, mình cũng ham chơi nữa, chưa có nghĩ đến cái vấn đề xây dựng gia đình. Dạ, mối tình cuối cùng là mối tình chớp nhoáng, và bây giờ em là một ông bố đơn thân. Chớp nhoáng hả? Quen, cưới và sinh trong vòng một năm. Con em lớn chưa? Con em hiện tại 5 tuổi. Trai hay gái? Con gái. Hiện nay cũng ở với em. Rồi đi làm vậy bỏ con gái nhà ai lo? Em ở đấy thì có vợ chồng em gái cũng ở gần em. Rồi có mấy đứa em cùng làng nó cũng ở đấy. Hôm nào mà mình về đi sớm về trễ thì mình nhờ. Em gái, một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cái sự sạch sẽ. Em thích người nào đó cao hơn em một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng luôn ạ. Cái đó cũng khó lắm đó. Có nhiều người cao hơn cái đầu thiệt, nhưng mà thấp hơn về nhiều thứ. Có nhiều người cao hơn nhiều thứ, nhưng thấp hơn cái đầu. Rồi bây giờ tương lai nè, muốn có một người bạn đồng hành với mình như thế nào? Tuổi tác nó với lại ngoại hình không quan trọng lắm. Quan trọng là tính cách, ông thiên về gia đình nhiều. Thế thì có điều gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Nếu mà không thích gì thì bạn phải nói ra. Em sợ phụ nữ im lặng. Còn bây giờ thôi, mình hỏi người thân xong rồi mình mở rào thôi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bé bạn với lại sếp của em. Nhân sẽ thì nhà gái là to cao, khá là dễ thương, làm nghề bất động sản thì ngoại giao với giao tiếp thì chắc là tốt. Hy vọng là hai người sẽ tạo thành một cái mảnh ghép mới cho nhau vượt qua những cái gì đã đổ vỡ vừa rồi. Rồi, cảm ơn em trai. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hàng xóm ạ. Nói chung là rất là tuyệt vời. Đối với tôi thì tôi mong hai bạn có trao nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Cảm ơn bạn hàng xóm. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt nhau đi, rồi mình coi tính tình sao đó, những gì nãy giờ mình cảm nhận có đúng hay không nha. Mở rào. Mình có một chút quà gửi đến bạn. Cái này sẽ giúp bạn ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ, hoặc là những cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn. Tặng cái gì mà ghi đáng nhớ vậy? Mở ra coi chiến. Một cái viết. Ý là tối nay về ghi lại vật ký đó. Dạ. Lần đầu tiên gặp Hương, anh thấy nôn nao, xôn xao gì đó ha. Tặng bạn gái với lại quý vị khán giả bay à. Đưa em về Hà Tĩnh. Em ơi, anh mời em về thăm quê hương anh Hà Tĩnh, sông Lam và Hồng Lĩnh, nếu bước chân người đi. Em ơi, anh mời em về bên dòng lá xanh mát, thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa, mà tình sâu nghĩa nặng. Không nhớ. Nhớ luôn. Rồi, em gái hát bài cơ Hương. Em thì em không thuộc lời bài hát đâu, em xin phép cầm giấy nhá. Hát bài gọi là cái bài này gọi là tủ đứng của em nhé. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân tim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Ok hết ạ. Bạn nghĩ sao về một ông bố đơn thân? Mình rất hâm mộ những người như vậy luôn ạ. Bởi vì không phải ai cũng lãnh được cái trách nhiệm đó là chăm sóc con, và nhất là những đứa bé còn nhỏ. À, thế bạn đó bạn có một bé gái đúng không? Mình ao ước có một đứa con gái. Mình rất là thích được chăm sóc bọn trẻ con. Rất thích luôn ạ. Tớ cũng thích trẻ con. Cái quan điểm sống của mình là yêu trẻ và kính già. Vì bản thân mình cũng cảm thấy như mình tuy lớn tuổi về số đếm, nhưng mà trong tâm hồn thì vẫn còn trẻ con lắm. Giống mình. Bây giờ Chiến đứng lên nắm tay Hương, tiến tới đi. Nắm hai tay Hương, bước tới. Chủ động đàn ông nào. Chiến nói với Hương đi. Nếu anh là chồng em, anh sẽ làm gì? Và ngược lại, Hương cũng vậy. Nếu là vợ anh, em sẽ làm gì? Mình thì không dám hứa hẹn gì nhiều. Tại vì mình không thích nói, mình thích làm. Nên nếu mà mình đi tiếp thì mình sẽ cố gắng làm cho bạn thấy chứ mình không. Làm nhưng mà làm cái gì? Thì bù đắp những cái gì đã, những cái gì trước đây bạn đã thiếu thôi. Rồi, thôi, về ghế ngồi đi các bạn. Thật ra thì anh có thể giúp em nói nhiều hơn nữa, nhưng mà anh muốn những gì từ trái tim của em nói ra để bên nhà gái sẽ hiểu hơn.
Nếu chúng ta cảm giác khoảng 50% trở lên, ta cho anh ấy cơ hội. Nhắm mắt lại. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hương không bấm. Thực ra chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, tức là Chiến chưa thổ lộ hết. Có đôi khi người ta nói là đàn ông không nói, tôi không nói được, tôi chỉ làm thôi. Nhưng mà làm thì ai thấy được. Và anh nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thể Chiến sẽ rút kinh nghiệm. Bất kỳ một đối tác làm ăn hay là một người mà mình thích, mình cũng phải nói tất cả những cái gì suy nghĩ của mình cho người đó nghe, Chiến ạ. Đúng không Hương? Dạ đúng. Phải đó là những điều mà làm cho chị phân vân không? Dạ đúng ạ. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ vâng, cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn Ngọc Lan. Cảm ơn bạn nha. Rồi. Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ. Ế là chỉ chờ người tử tế để yêu thôi đúng không Cưng? Dạ đúng rồi. À, em cũng có trải qua hai mối tình, nhưng mà bạn nam yên tâm, chỉ là mối tình học trò thôi, nó rất là trong sáng mà không có gì hết. Em cũng mong là bạn nam trưởng thành, nhưng không có nghĩa là gia trưởng nha. Em mong là bạn, nếu mà bạn quyết định làm một việc gì đó thì bạn phải thật sự là quyết tâm với nó. Thì anh có ngại phải chia sẻ công việc nhà với vợ không? Cái đó mỗi người phụ một tay thì nó sẽ vui hơn là một người làm. Mời em trai. Ngồi đi em. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan và toàn thể khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên Đào Lê Minh Nhật, em sinh năm 1995, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên thiết kế nội thất. Kiến trúc sư đó hả? Bên kiến trúc họ sẽ xây cái phần tường bao bên ngoài, thì còn em sẽ bắt đầu vào phân chia bố cục các phòng ở bên trong. Thiết kế nội thất. Dạ. Nhật là làm ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm việc tại quận 7. Quận 7. Nhà em ở đâu? Dạ em nhà em ở Bình Tân. Bình Tân ở với ai Nhật? Dạ em đang ở với bố mẹ và em trai. Rồi. Mời nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nam, em tên là Thạch Thảo. Năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, tỉnh Bình Định. Nhưng mà hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở Sài Gòn em sống với ai? Dạ em sống chung với chị gái với em gái của em. Ở quận mấy? Trước thì em trọ ở quận 7. Nhưng mà sắp tới thì tại vì em làm ở Bình Thạnh nên là sắp tới thì em có chuyển trọ sang quận Bình Thạnh. Nhà gái của chúng tôi có một cái tên rất là hay, Thạch Thảo. Thảo ha. Em trai, em hãy nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái biết đi. Em là một người hướng nội thì ưu điểm của em là chăm chỉ, có nguyên tắc đúng giờ giấc, không hút thuốc, không uống rượu bia, không cờ bạc, thì em có thể dành nhiều thời gian rảnh cho đối phương. Nguyên tắc của em là đúng giờ giấc, không có được sai giờ đúng không? Dạ không, cái đó chỉ là trong công việc. Trong công việc thôi. Còn khuyết điểm của em thì là em ít nói, chỉ nhờ với những người thật sự thân thiết thì em mới nói nhiều. Em có ít cái những cái mối quan hệ xã hội bên ngoài, em không thích đến những cái nơi quá đông người, quá ồn ào. Vào những nhà nghỉ thì em thường ở nhà. Thì em ít vận động tay chân. Có một cái nữa là em không thích với những cái quyết định mang tính mạo hiểm. Cái gì nó phải nó an toàn. An toàn chút xíu ha. Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em thấy em là một người hiền lành. Bạn bè cũng như là đồng nghiệp, người thân của em cũng thấy em là người hiền. Em cũng hòa đồng, thân thiện, em dễ cởi mở, em dễ thích nghi được trong môi trường mới. Còn trong công việc thì em cũng cố gắng, tức là em đặt ra mục tiêu thì em sẽ cố gắng hết mình về mục tiêu đó. Em cũng có thể chịu được áp lực công việc. Thật ra là em nói cũng nhiều á. Bên ngoài em là một người hướng ngoại, em vui vẻ, em hòa đồng. Nhưng mà thật ra là bên trong em là một người hướng nội. Bên nhà trai thì hướng nội, bên nhà gái thì bề ngoài hướng ngoại nhưng bên trong cũng hướng nội luôn. Bên nhà gái là tùy môi trường, về nhà thì sẽ hướng nội, còn đi ra ngoài thì sẽ hướng ngoại. Cũng được. Đường tình duyên Nhật sao nè? Trước giờ em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ. Ế là chỉ chờ người tử tế để yêu thôi đúng không Cưng? Dạ đúng rồi. Nhật có gọi là yêu đơn phương không? Dạ có, lúc hồi cấp 3 thì em có một bạn rớt, còn lại thì không. Không. Dạ. Nói chung giờ lo làm không có để ý ai luôn. Dạ đúng rồi. Ô chào em gái. Rồi mời. Đường tình duyên sao? Bên nhà trai tôi là chưa có gì đó. Em cũng có trải qua hai mối tình, nhưng mà thực ra mối tình của em cũng chỉ là mối tình ở tuổi học trò thôi. Bạn nam yên tâm, chỉ là mối tình học trò thôi, nó rất là trong sáng mà không có gì hết. Cũng chưa dễ có kinh nghiệm về yêu lắm đúng không? Dạ, bắt đầu lên đại học thì em cũng chỉ là lo đi học, đi làm thêm. Ra trường thì em tập trung lo sự nghiệp của em nên là em cũng không quen ai. Nhà gái, mình mong muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Em cũng hơi thấp á, nên em cũng mong muốn là bạn nam sẽ cao hơn em. Tại vì em thích bạn nam cao hơn mình để mình cảm giác được chở che, được bảo bọc. Để chị qua chị coi, nãy chị mới liếc sơ, chị chưa nhớ. Đâu cần cao, miễn sao. Có chơi thể thao không? Dạ không. Trời ơi, thôi vụ đó tí nữa nói tiếp. Rồi gì nữa Cưng? Còn về công việc thì em cũng mong là bạn nam
có một công việc ổn định, trưởng thành, chín chắn. Trưởng thành nhưng không có nghĩa là gia trưởng nha. Em mong là bạn, nếu mà bạn quyết định làm một việc gì đó thì bạn phải thật sự là quyết tâm với nó. Chuyện tình cảm thì em cũng mong là bạn thật sự là đối xử tốt với mình, trân trọng mình, cũng như là trân trọng cái gia đình phía bên mình nữa. Em có điều gì không thích ở một chàng trai không? Thường thì em sẽ thích là bạn nam hành động nhiều hơn là nói, tại vì em sẽ không có tin lời nói nhiều. Em chỉ nhìn vào hành động để biết được là người đó thật sự là có cảm xúc với mình hay không. Lời nói gió bay, nói xong rồi người ta quên cũng vậy. Còn hành động thì em nghĩ là em thì thường quan sát những cái chi tiết là lạc vặt, những cái hành động cử chỉ nhỏ em cũng cảm thấy là có thể rung động được. Cô gái này cũng lãng mạn lắm đó. Chàng trai, nãy giờ nghe hết rồi đúng không? Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy cũng phù hợp, tại em là người ít nói cho nên là em thường làm nhiều hơn là nói. Mấy bạn mà làm về thiết kế, mấy bạn cũng rất là chi tiết, thì chị hy vọng là hai bạn sẽ phù hợp nhau ở cái điểm này. Mong muốn về một người bạn gái tương lai của em là như thế nào? Điều đầu tiên mà em quan trọng nhất đối với em là lời hứa. Thường thì em không hứa kiểu cho vui hay là hứa chơi. Khi mà đưa ra một cái lời hứa thì em thường em phải suy nghĩ về khả năng có làm được hay không. Hy vọng bạn nữ nếu như đã có những cái lời hứa nào đó thì phải giữ được cái lời hứa đó. Rồi còn gì nữa hay không? Cái thứ hai là em hy vọng bạn nữ không hút thuốc. Phụ nữ gì nào ít hút thuốc lắm em. Tại em có một cái quá khứ, dần kiểu cái trường hợp xấu xảy ra trong quá khứ, cho nên là em hơi ấn tượng xấu, nên là em muốn bạn nữ không hút thuốc. Lần đầu tiên tôi thấy bên nhà trai yêu cầu nhà gái không được. Đúng rồi đó. Sao em có hút thuốc không? À dạ không. Ngày mấy gói? À không, em không hút thuốc. Ờ đó. Rồi rõ ràng nhà gái không hút thuốc nghe. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị gái của em. Rồi chị gái cho ý kiến thế nào? Chào chị gái. Dạ lời đầu tiên cho em chào hai anh chị MC và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là Phượng, là chị gái của Thảo ạ, chị gái ruột. Nãy giờ thì em cũng có nghe bạn Nam chia sẻ một xíu về mình ấy, thì chỉ một ít thôi, nhưng mà em cũng có thấy là một vài điểm là sẽ phù hợp với Thảo đang tìm kiếm. Cái thời lượng mình tìm hiểu nhau trên sân khấu thì cũng chưa có thật sự là quá nhiều để mà hiểu rõ. Cũng mong là hai bạn cho nhau một cơ hội và sau đó thì sẽ tìm hiểu sâu hơn. Cảm ơn em. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi một mình. Có MC Quyền Linh lo cho em. Để tôi lo cho Nhật. Bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Nhật. Dạ em chào. Mình tặng cái gì có thể nói ý nghĩa món quà được không? Em tặng cho bạn Nam cái ly để uống nước. Tại vì thường thì dù có đi làm hay là ở nhà thì mình vẫn phải uống nước. Thì em mong là cái món quà em tặng thì sẽ được bạn Nam sử dụng thường xuyên. Nhớ tên nhiều hơn. Món quà mà anh tặng cho em là nến thơm. Thì anh nghĩ khi bước vào phòng, bước vào một căn phòng thì cái thứ mà đập vào chúng ta đầu tiên là mùi hương. Thì anh hy vọng là khi mà em mở phòng em ra thì cái mùi hương đó nó sẽ làm em nhớ đến anh đầu tiên. Thật ra là em cũng chưa có dùng nến hương bao giờ hết, nhưng mà em cũng sẽ thử dùng thì nó như thế nào. Em cảm ơn. Cảm nhận lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Lần đầu trước em rất là vui. Về ngoại hình thì rất là xinh. Cảm ơn. Hiện tại thì cảm nhận đến chứ mới như đó thôi. Thì ra thì lúc nãy em cũng nghe anh nói là anh không hút thuốc, không uống rượu bia, anh không đi nhậu luôn. Tức là không thích nhậu. Ví dụ như mà anh đi giao lưu với bạn bè đi á, thì anh có uống một chút hay là như thế nào? Ví dụ như những cái buổi tiệc của công ty thì anh sẽ uống nhấp môi thôi. Thì thật ra thì em không có ngại về vấn đề là bạn Nam có uống nhiều không hút thôi, chỉ là bạn biết được cái tiểu lượng của bạn thôi. Tại vì bạn Nam thì mình đi ra ngoài mình cũng phải kiểu giao lưu rồi cũng phải uống một xíu thì không sao hết, miễn là đừng có say bê bết không về nhà được là được. Chắc chắn là không say, lại anh chỉ nhấp môi thôi chứ không uống. Cuối tuần anh thích ở nhà hả? Thường thì có giờ thì cuối tuần anh ở nhà, chỉ là lâu lâu khoảng 1-2 tháng một lần thì có đi xem phim với bạn thôi. Thật ra em cũng thích ở nhà, tại vì em thấy đi làm một tuần rồi nó mệt, em muốn ở nhà kiểu nạp lại năng lượng á. Thật là cuối tuần thì em có thể đi siêu thị với chị em, với em gái em rồi mua gì đó về nấu ăn thôi. Còn đi chơi xem phim thì mình thích đi lúc nào cũng được, cũng khoảng là tuần, nhưng thật là em cuối tuần cũng thích ở nhà. Rồi vậy rồi hẹn hò sao? Hẹn hò thì mình đi trung tâm thương mại, mình đi xem phim cũng được chị. Bây giờ mình nói quan điểm về hôn nhân gia đình cho mỗi bên cho nhau nghe đi. Về cái quan điểm về tình yêu và kết hôn của em, nó cũng giống như mình trồng một cái cây cảnh vậy đó. Khi mà trồng thì ai cũng muốn cái cây đó được đơm hoa kết trái, có được kết quả. Nhưng mà nếu như mình cứ mãi tập trung vào cái vấn đề kết quả đó mà chúng ta bỏ qua cái quá trình đó, thì em muốn là mình chậm lại, mình mỗi ngày mình quan tâm nhau hơn, vun đắp tình cảm với nhau hơn mỗi ngày, như vậy thì nó sẽ tốt hơn, làm quan trọng quá trình hơn. Dạ. Không còn dài với em đâu. Em hỏi là anh ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Anh ở Bình Tân. Sau này anh có vợ, anh lập gia đình á, thì anh có ngại phải chia sẻ công việc nhà với vợ không? Tại vì anh cũng đi làm á, thì anh có sẵn sàng chia sẻ với người đồng hành của anh không? Cái đó mỗi người phụ một tay thì nó sẽ vui hơn là một người làm hết. Anh có chắc không?
Đấy. Rồi sau này nếu mà lập gia đình thì sẽ sinh em bé, thì anh có sẵn sàng phụ việc chăm con rồi làm việc nhà phụ giúp người phụ nữ của anh không? Như anh đã nói lúc trước là anh sẽ không hứa những cái điều mà mình không chắc chắn. Thì hiện tại ngay lúc này á, thì anh không thể biết trước được tương lai như thế nào. Anh sẽ chỉ hứa một điều là anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Cho em hỏi một câu nữa nha. Anh có thích động vật không? Anh thích chó nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. Ở nhà anh có nuôi động vật không? Ở nhà thì hiện tại anh không có nuôi. Anh có gì hỏi không? Thường thì công việc của mình là mình làm giờ hành chính hay sao? Dạ em làm nhân viên ngân hàng, làm giờ hành chính cũng có, nhưng mà thiệt ra đặc thù công việc của em là chăm sóc khách hàng á, nên là cũng có lúc là em sẽ làm thuê ca chứ không hẳn là làm giờ hành chính. Em có thể tự chọn được cái ngày off của mình, không hẳn là ngày cuối tuần, em có thể off trong tuần bất kỳ cũng được, mình có thể chọn linh hoạt. Giật bước tới nắm tay em gái đi, Thảo đi, nắm hai tay Thảo, nhìn thẳng vào mắt Thảo. Hai đứa bàn xem nếu như khoảng bao lâu mình sẽ kết hôn xong mình sinh trai đầu lòng, gái đầu lòng, kinh tế trong gia đình ai quyết định? Thường thì suy nghĩ của anh không có quá áp đặt hay là về những cái gì quá truyền thống như là phải sinh con trai con gái. Anh thích con trai hay con gái? Nào cũng được. Dạ hả? Tay em lạnh không? Có. Em có làm dâu được hay không? Cho mọi người, anh là con thứ mấy trong gia đình? Anh là con cả. Là sau anh là con... Còn một em trai nữa. Làm dâu là ở chung với ba mẹ luôn đúng không ạ? Thật ra thì anh cũng không thích ở chung, cho nên nếu được, nếu mình cố gắng thì mình nên ở riêng. Dạ, em cũng đồng tình. Giật cảm giác Thảo là người thế nào? Đầu tiên là em thấy là bạn là nói nhiều. Tại vì nếu như mà mình hai đứa mình ít nói hết thì những lúc gặp nhau mình em sợ là mình sẽ không nói được gì hết á. Dạ. Nếu như là một người nói nhiều người đó thì nó sẽ trung hòa hơn. Dạ, anh thấy em nói nhiều lắm hả? Giật phải chuẩn bị gì cho hôn nhân, nói cho con gái biết đi. Trước giờ em đi làm cũng có để dành được một số tiền. Nói với Thảo á. Anh cũng làm được số tiền. Thì nếu như một cái căn nhà lớn á thì có thể là hiện tại chưa được, nhưng mà nếu như một căn nhà nhỏ để bắt đầu á thì anh nghĩ là mình có thể làm được. Ở tiền ai giữ? Anh nghĩ là trong gia đình thì ai sẽ là người giữ tài chính? Ai chịu trách nhiệm chi thì người đó nên giữ. Anh có nghĩ là mình nên lập một cái quỹ chung để mình lo cho nhà cửa, tất cả những gì là của chung thì mình sẽ bỏ chung. Đồng ý. Còn tất nhiên là anh cũng sẽ cần có những khoản của anh và em cũng sẽ cần có những khoản của em nắm giữ tài chính. Thấy vậy nhưng mà cũng khổ lắm. Đúng rồi, áp lực. Dạ đúng rồi. Cái này đồng ý, đồng ý. Dạ. Các bạn về vị trí đi. Tôi nghĩ rằng các bạn rất là hợp nhau khi nói chuyện đó. Một bạn gái rất là lanh lợi, rất là tươi, lúc nào cũng năng lượng đầy hết trơn á. Bạn trai thì cũng sâu sắc ha. Bây giờ thì chúng ta để tay nút bấm với Nhật. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan nha. 1, 2, 3. Chưa kịp đếm nữa. Thật ra hai bạn nói chuyện với nhau rất là hợp rồi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Không nắm rồi. Nắm tay thế này đó, hợp nhau lắm á. Xin phép chị hôn bạn gái sao? Nay lần đầu em xin phép chị hôn. Hôn vô má kìa, không có gì đâu, không đi kìa. Chị gật đầu quá trời, gật đầu rồi. Vô má kìa, chị đầu kìa. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời em riêng, là nhà em riêng, nhà ba mẹ cho hay tự mua? Tự giấu cái vậy, mua hồi nào? Mười nhỏ cái 15 năm. Mua nhà 15 năm rồi. Rồi mẹ con hai nhỏ đâu? Ly hôn rồi, có chồng khác, có con khác. Lại ly hôn, chồng khác, con khác rồi. Thôi chút xíu nói cái chuyện đó sau ha. Bây giờ tiếp ví dụ giới thiệu về bản thân mình nè, điểm mạnh điểm yếu nè. Rồi mà nó nãy giờ mới nói mạnh là gì đó giỏi ha, nấu ăn nướng đồ được rồi ha. Rồi điểm yếu là cái gì? À, nấu tắm. Rồi nhưng mà cũng dễ may rồi. Nắm tính rồi, nắm rồi xả vô ai? Xả vô mấy đường sắt với mấy làm rồi làm cái tự nhiên lấy búa đặt vô tay nắm lên nổi cơm lên liền. Có xả bị như mấy đứa nhỏ không? Không có. Có đánh con không? Không hả? Cứ thấy miền Tây mấy ông hay đánh con lắm à. Nhậu xỉn xỉn vô hay đánh con lắm à. Tình cũng có nè, có không? Có xỉn không? Lâu lâu. Lâu lâu rồi ha. Vì mình đâu có thời gian đâu, ban ngày mình phải chừa thời gian mình làm cho công việc. Rồi tối con còn nhỏ nữa mình không lo con. Nhỏ nha, thôi cũng được. Rồi tới đó đi. Rồi, chào em. Dạ, chào chị. Em tên gì cơ? Dạ, em tên Duyên. Duyên là năm nay, Duyên sinh năm bao nhiêu nè? Dạ, em sinh năm 86. 86? Ủa vậy bên đây 85 hả? Dạ. Là nhỏ hơn có... Ủa lớn hơn tuổi hả? Dạ. Trời ơi, chết rồi, người ta trẻ hơn ông ơi. Trẻ ngốc luôn không? Hả? Người ta trẻ hơn ông kìa ông ơi. Ồ, sao mày mới vừa chấp nhận thương nhau vậy? Trẻ chút, cho chồng tức chết, mới dễ rồi. Cái thật tài dễ thương. Chết rồi. Nhưng mà đúng không? 86 lớn nhau nữa. Ủa chết cha gì mà tôi tính là ngược, tôi tưởng 86 lớn hơn 85 tuổi chứ. À,
này tao trẻ dữ lắm. Rồi, em là mình đang ở đâu Duyên? Quê dạ, nào? Hiện tại là em ở Hậu Giang. Dạ, nhưng quê gốc của em là Tiền Giang. Dạ, năm 90 thì gia đình em mua bán mới về Hậu Giang ở tới giờ. Là hiện tại bây giờ là ở Hậu Giang? Dạ đúng. Còn bên đây hiện tại là ở Sóc Trăng. Hậu Giang đoạn nào? Dạ, giáp em là giáp ranh thành phố Cần Thơ của Châu Thành A. Là cũng đường về Sóc Trăng. Dạ, cũng từ đó về đi thêm 3 tiếng hồ nữa có 3 tiếng. Ở đâu, ở đâu? Dạ, Châu Thành A ngay thị trấn 7000. Dạ. Bao xa? Gần mà tốt. Đó lên đó khoảng tiếng mấy hồ. Tiếng mấy hồ hả? Vậy trời khỏe, tiếng mấy hồ ngon. Không có thời gian đi không trời? Vậy là bỏ câu á, đi là mất mấy con cá. Mỗi lần đi thăm bạn gái mất mấy con cá. Sao? Đó, đó mà nói em đi quậy hả? Thì bây giờ, nhưng mà bây giờ thời gian đâu đi? Bây giờ hẹn với bạn gái hẹn sao? Hẹn đi. Ngày ngày, ví dụ con trời em thì em rảnh rồi, nhưng mà em rảnh rồi em giám đốc đi luôn, tân ký đi luôn, tập vụ em đi chắc không được. Nói chung là chấp nhận đi, hy sinh mấy con cá đi thăm em luôn. Dạ. Đó, vậy lên phải làm cá cho ông ăn nha. Rồi, công việc của em như thế nào? Dạ, hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. À, dạ. Bệnh viện chăm sóc khách hàng đó. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Em làm từ năm 2016. Mà trước đó thì sau khi tốt nghiệp xong thì em về em làm ở trung tâm truyền thông chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Dạ. Rồi nói chung là từ 2010 tới bây giờ là làm vòng vòng mấy cơ quan của ngành y tế. Dạ. Chết rồi, bên này ta làm y tế, ta sạch, ta kỹ lắm. Rồi ông làm hàng, làm tiện, rồi ông dơ vậy rồi sao hai bên chắc phải về bà lấy acetone với cô, bà lấy cồn, bà cùng ông cả ngày quá ông ơi. Thấy đúng rồi, bây giờ em bị thương hàng ngày, em về tầm đó mà có từng chết. Trời ơi, được á, tôi thấy cầm hợp đó nha, miền Tây với nhau là tôi thấy cũng chịu rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ em thì điểm mạnh thì vui vẻ, hoạt bát, với lại có cái năng khiếu về thể thao. Dạ, với lại cũng kinh doanh thêm một số lĩnh vực ở bên ngoài. Dạ. Dạ em có mở hai cái quán ăn, một cái quán ăn sáng ăn vặt cho học sinh và một cái quán ăn gia đình. Dạ, là chuyên về các cái sản phẩm đồng quê á chị, là cá đồng rồi đó. Dạ, giống như anh nói đó, là em thu mua từ nông hộ lên luôn. Hay quá, bên này câu cá lên, bên đây có đầu ra luôn, có chỗ bán luôn, hay thiệt. Dạ. Rồi. Điểm yếu của em thì chắc có lẽ là hơi mít ướt, nhưng mà ít ai thấy em khóc, tại vì em chỉ khóc một mình thôi. Rồi mít ướt khóc mình, khóc mình ai dỗ. Dạ, tự khóc tự lao nước mắt vậy. Rồi, điểm mạnh điểm yếu còn gì nữa? Em thì có cái là hay làm nhà nước thì hay đi ra ngoài, tại em cũng làm đoàn nữa. Dạ, tức là hay đi mấy cái phong trào đoàn, làm từ thiện ở cộng đồng, giao lưu cũng nhiều, nên không biết là bạn nam có chấp nhận làm em ví dụ như là đi dự tiệc hoặc là có những cái buổi sinh hoạt với các bạn đoàn mà có uống rượu bia thì không biết là có được không. Dành ok với em. Ủa chị nghĩ luôn, mỗi năm năm tính tới mùa xuân thu cũng dành 4-5 triệu bạc cho mấy đứa, mấy trường học gần gần đó, cho mấy đứa tắm xuân thu mấy đứa tập hoa. Là cho người ta đi giao lưu đi nhậu đúng không? Hả? Cho không? Không, tại vì em sản xuất rượu bán nha, cho nên không cho em nhậu là không có bán rượu được. Trời ơi, cái đô bên đây gặp đô lít rưỡi nữa, thôi được rồi, câu cá xong rồi ngồi nha, rồi nướng luôn, cái nướng trôi này chồng uống luôn ha. Được nhiêu mận nhiêu căng thanh chó mát ha. Tôi thấy ổn quá nha, tôi thấy cặp này ổn mà mặt hai gương mặt này tôi thấy là có tướng vui thê nhau lắm luôn á. Có điều ông này nãy giận ngọn cái móc hoài vậy nè em. Dạ không sao chị, cái đó về em làm sạch được. Em làm sao cắt tỉa cho ổng rồi tóc tay cho nó gọn lên chút nhuộm lên cái đầu nè. Rồi cắt móng tay móng chân cho ổng coi. Nói cho cái bà lồi nặng kia nè, rồi cái nó dính cạo từ dưới quê cạo lên đây hôm tới giờ. Rồi từ bữa giờ đăng ký tham gia chương trình xong cạo đi mà có thời không? Mới sơn hôm qua. Rồi lên đây còn mấy giờ? Lên Sài Gòn nè. 2 giờ là ảo ngay đầu cổng khu này nè, rồi cái buồn đó hội lên tới đây. À. 2 giờ sáng. Rồi làm gì? 3 giờ sáng là làm gì thế? Ngồi gốc cây đó, cạo hết móng tay, cạo râu. Ngồi gốc cây, cạo móng tay, cạo râu luôn. Ôi, thấy thương ghê không? Bây giờ buồn ngủ dữ chưa? Chưa, chị em quen. Một đêm em ngủ đâu, tôi tí ngồi đi lên tầm, ví dụ tầm 1 giờ em ngủ tầm 3 giờ. Trời ơi, rồi em lên ở đây hồi nào? Dạ em đi ở Hậu Giang, em đi từ 1 giờ sáng. À. Xong em lên tới đây 5 rưỡi. Rồi giờ ghé ở đầu khu nghiệp uống cà phê, xong đợi tới giờ thì em mới vô. Dạ 7 rưỡi em mới vô đây. Người ta đi giờ nó hợp lý, ông đi đâu mà tự nhiên mà mới 1 sáng, 2 sáng lên tới không? Em có một bạn nó gấp quá đi á, thời gian nó đi, em tính cả người sắp em đi. Rồi nó ra mà đi vậy, mệt quá rồi thôi, mình phải trong thời gian đi. Cũng tiện ha, lên đây ngồi thôi, người gần gà rồi, chút xíu hay gọi định khi nào về? Giờ lại đang vô ngủ quá rồi, trong chuẩn bị chút xíu nữa có lẽ là em về, tranh thủ em về luôn. Lên xe nó thầm về phải không?
Rồi bên đây em định khi nào về? Dạ cũng xong rồi em về, tại cuối năm cơ quan em cũng nhiều việc á. Về đi lên là cũng đi bằng xe gì? Dạ, em đi xe nhà. Có xe nhà. Dạ có em đưa lên. Ờ vậy hả, lát cho ảnh có gian tới đoạn đường nhà em cho anh biết nhà rồi đuổi anh xuống được không? Ờ, nếu về được thì chắc về tới ngã ba cái tắc thì anh tự về Sóc Trăng được không? Trời ơi, có gian về tới ngã ba cái tắc thở quá. Ở không tìm xe quá, bây giờ đường đi nhiều khi cũng có cơ hội lên xe, tao đừng nghe xe mới lạnh, đừng ngồi móc đất nhau đậu. Hết chưa? Rồi, bây giờ quay xong chương trình nè, ăn trưa với nhau xong rồi ra uống cà phê chút xíu coi làm quen, thấy ợp, bấm nút được người ta cho có gian. Lúc nào bấm được để... Chút xíu nữa, nội ưu, tới đó mình chỉ cho, nha. Rồi. Em coi chương trình thấy ngồi bấm ra nó không chịu lên, nắp cho trên đó. Dễ thương, được, tôi chịu cặp này rồi đó nha. Rồi bây giờ hỏi chút xíu về cái chuyện đời tư nè. Quay lại cái bên đây trước nè, lỡ đang đây khai thác, bên đây khai thác luôn. Là ly hôn bao lâu rồi, lý do là sao hai đứa con rồi mà ly hôn? Thấy cũng giỏi giang quá mà sao vợ bỏ? À, nói chung là về kinh tế gia đình cũng ổn, nhưng mà do vợ đó, là mình vợ quá. Trong chuyện đó, chuyện tế nghị gia đình cũng không tốt. Mình bắt ly hôn bao lâu rồi? 4 năm rồi. À, có gắn có hàng, gắn có nắm níu gì không? À, ai quyết định ly hôn? Em quyết định ly hôn thì xảy ra không phải là một lần mà đã hôn rồi, chứ không phải là một lần. Như một lần đầu mình cũng bỏ, lần sau mình cũng bỏ, ví dụ vợ như cha mình đã có công nuôi nắm vợ lớn lên gả cho mình vợ, mà cũng tự suy nghĩ đến mẹ, nhưng mà không đấy. Em là cái gì vấn đề tiền bạc em không bao giờ quan tâm tới, nhưng mà cái gì vợ chồng phải nói thật với nhau, dù cho cái bán nhà của em bán hết, vợ chồng biết với nhau rồi xong mới sau này nhá. Vợ chồng nhà nó mà nhau nữa rồi cũng chân thật anh được, nhưng mà con cái nó làm xong rồi tới đổ bệnh cho anh biết. À, nên là giấu mình rồi như cũng giúp cho bên gia đình phải không, nhưng mà giấu chồng phải không, mình thấy như là mình không được tôn trọng mà mấy lần vậy luôn. Rồi lúc ly hôn cô đồng ý luôn hả? Không chịu đồng ý, rồi với anh hơi ly thân cũng 2 năm rồi, thân cứ có gặp người khác rồi sau đó rồi cháu có chịu ly hôn. À, là em quyết định ly vậy thì cô không chịu, mới ly thân 2 năm sau cũng mới chịu. Bây giờ là cô có gia đình mới luôn rồi. Có con mới chưa? Có con. Nhưng mà lúc đó thì mấy năm trước thì con nó cũng lớn rồi, con cái có ý kiến gì không? Đứa nước lẫn cái lớn. Hai đứa thì theo con em từ nhỏ lớn, mới em từ nhỏ. Nhưng mà ý là cái đoạn ly hôn đó là con cái nó có ý kiến gì không? Không, còn theo cha. Nó còn theo cha, vậy thôi. Mà mẹ không có bắt con hả? Cũng như nguyên tắc thì con nhỏ hay là gì, hay là cũng chia ra đứa, người đứa? Không, em muốn nuôi con, rồi con cũng muốn cho em nuôi vợ. Cái cánh nặng nó nuôi vợ, buông ra thì em, là không cho em nuôi được. Rồi người nuôi vợ cũng theo con, người cha nuôi vợ. Mẹ mốt em cũng lấy mẹ vậy, cũng lấy vợ, cũng mà... bên kia cha dượng là bên đây cũng mẹ chợ kế vậy. Không, chị cứ tắm em lại đi coi cho con rồi không giúp cái ủa em chị thấy mít lắm này, chị tập bản trong cái năm kia chị thật quá nó trầm bọc nó thấy chú đồng nó thấy dữ lắm bản lý nó tôi một chỗ rồi bản lý chạy em nó đẹp hết rồi. Bây giờ ví dụ như là mà lấy vợ nữa đó, rồi có nghĩ là có lấy có đẻ thêm con nó không, hay là nhiêu đó thôi rồi nuôi cho đủ rồi coi đẻ phải tìm miếng nữa. Thêm miếng nữa, mình nuôi nổi không? Được hả? Mà làm cái nghề này ngon phải không? Ổn định phải không? Được. Có để dành dụm gì được nhiều không? Em và ba công chuyện dành dụm, em nói chung là muốn dành dụm để tiền cũng có được để tiền. Nhưng mà em á, ví dụ em làm lương nhiêu, em mua lên, mua đồ, bán thêm, mua thêm, để dành tiền đâu làm gì. Mình bán đầu thêm, cũng có thêm nhiều nữa. Bán thêm là bán thêm gì? Con nói chung là làm bao nhiêu cái là đắp vô kinh doanh cho cái tiệm nó lớn hơn. Nhà cũng bự. À, bây giờ đầu cái nhà có 15 mét, bây giờ nó dài 30 mét. Rồi, bây giờ cũng được ha. Rồi cắm máy móc đồ nghề thì đó, con gùi nó xuất hiện nữa rồi tụi bay ơi, bu vô mặt người ta đừng lúc này. Rồi, bữa nay chắc nó bu bên đây đừng đổ thừa chị Thường nha. Rồi. Nếu bu quả là nó thương rồi đó, không dùm em hả? Không dùm em đó hả? Trời ơi, cũng lanh dữ nha. Rồi, được rồi. Rồi, hoàn cảnh bên đây thì sao nè? Dạ em thì ly hôn năm 2010. Dạ. Thì là ly hôn lâu dữ rồi, mấy năm rồi đó hả? Ba năm rồi. Dạ tại vì em có một bé nó học lớp năm nay lớp 9. Dạ, bé trai. Ba của nhóc em thì trước đây cũng làm cơ quan nhà nước. Dạ.
Nhưng mà do là hồi đó thì mai mối nên là hai đứa cũng không có tìm hiểu về nhau, cho nên khi về sống chung thì nó cũng có nhiều cái nó cũng không có hợp tánh hợp tình với cái nghề của anh, hơi nhạy cảm và anh làm công an á, nên là hay đi này đi kia rồi có bạn bè xong rồi về xảy ra xung đột rồi thôi em ly hôn. Thì khi nhóc em được 10 tuổi thì em quyết định bước thêm một bước nữa, cũng là cơ quan nhà nước luôn. Nhưng mà khi về sống chung được 2 năm thì em nộp đơn ra tòa ly hôn. Vì lý do là kiểu như anh đi nhậu về rồi hay kiếm chuyện rồi đánh đập, nói chung là em cũng nằm viện nhiều lần lắm. Đấy đó, nói chung là làm trong bệnh viện mà hồ sơ bệnh án của em nhiều hơn bệnh nhân. Tại vì hồi đó mình nghĩ là mình làm nhà nước thì mình lấy chồng nhà nước thì chắc là sẽ có cái sự cảm thông, chia sẻ với nhau. Nhưng mà khi về thì giống như mà mình cảm giác là cái người thứ hai thì nó lại có cái chuyện là con anh con tôi. Anh có hai đứa con gái, em thì có thằng trai, nhưng mà em rất là kỹ tính, là em không muốn con em tổn thương, nên khi lập gia đình đó thì em quyết định là để con ở với ngoại. Khi tiếp xúc với nhau thì lúc đầu thì rất là ok, nhưng mà khi về thì bắt đầu có cái sự so sánh giữa con anh con tôi. Và thật ra khi em đi làm thì em tự lo cho bản thân em, tự lo cho ba mẹ, cho con em. Thì mỗi lần mà em lo cho bên nhà em, ví dụ như giờ Tết đi thì đi bên nhà chồng 10 triệu thì bên nhà em thì ít hơn tầm khoảng 5 triệu 7 triệu, lúc nào mình cũng vậy. Nhưng mà anh không có hiểu, anh cứ nghĩ là em đi làm em kiếm tiền em nuôi cho ba má em, nuôi con em thôi, không có lo gì cho anh với con anh hết. Mà rồi xong anh cũng có bạn ở ngoài, về uống rượu và đánh đập. Nói chung là lần cuối cùng là em bị đâm phải nhập viện mai 4 mũi. Bị đâm. Bị đâm hả? Dạ. Đánh bằng cái gì? Kéo. Trời đất ơi, đánh tay chưa đủ chết xong còn đâm nữa. Dạ, như là đánh nhiều lần chứ không phải một lần. Dạ, mấy lần trước thì cơ quan có kiểu như có mời hòa giải á, hai bên cơ quan đứng nhau hòa giải thì về chung sống lại. Nhưng mà trong suốt 2 năm á thì hầu như là em bị bạo hành từ tinh thần tới thể xác, là thậm chí là cấm không cho em về gặp con em nữa. Nên cuối cùng là em quyết định là em ly dị. Thật ra khi ly dị rất là áp lực, tại vì mình đã lỡ một lần rồi, xong quyết định đi lần nữa. Nhưng mà mình không nghĩ là quyết định sai lầm, nhưng mà thật ra nếu kéo á, em không biết em còn mạng để nuôi con em không. Rồi nhóc em nó cũng không được gần gũi em. Em không làm như được, tại vì từ lúc mà ba của nhóc em là lúc đó em mới bầu 4 tháng thôi là tụi em đã ly dị rồi. Cho tới bây giờ 15 năm anh cũng không tới lui, không có cấp dưỡng, cũng không lo gì cho con hết. Mặc dù nhà cũng rất là gần ở đó, nhưng mà mình cảm thấy là cha nó đã không có trách nhiệm rồi, xong mà mình đi kiếm hạnh phúc khác mà mình để con mình vậy, em không nỡ. Nên cuối cùng là em quyết định ly dị. Và em ly dị vào đầu năm cuối 2019. Dạ. Rồi em sống độc lập tới bây giờ. Nhưng mà có sao là không có con? Dạ không. Tại vì khi tại em làm y tế, rồi khi về mà em thấy ngay cả trước ngày cưới là đã bị đánh rồi. Nhưng mà lỡ phát tiệc cưới rồi nên là ráng tổ chức. Hy vọng là về mình có thể thay đổi được cái tánh nóng nảy cũng như là rượu chè, nhưng mà không thay đổi được. Và cũng chính vì cái chuyện đó em mới có một cái động lực, tức là thôi bây giờ không cần đàn ông nữa, làm kiếm tiền nuôi con. Thì ngoài cái việc nhà nước thì em có tham gia mấy cái dự án phi chính phủ, thì em có hỗ trợ cho bà con nghèo ở vùng nông thôn thực hiện các cái mô hình, ví dụ như đây là cái mô hình đang giỏ lục bình, đó là thủ công mỹ nghệ của mấy chị ở nông thôn. Dạ. À, đây. Lục bình đó. Dạ dạ đúng rồi. Rồi xong ở nhà em thì cũng nhà làm nông, nên em trồng cái cây khổ qua rừng á để em làm trà với em làm rượu. Dạ. Ngoài ra thì ở dưới em thì có đặc sản là khóm cầu đúc, nên là em làm các cái sản phẩm từ khóm như là nước màu khóm, kẹo khóm, siro khóm. Dạ. Thì nhờ những cái sản phẩm này thì khi mà đem ra thị trường thì được thị trường đón nhận, thì nó cũng là cái cơ hội để em bắt đầu em kinh doanh. Và khi em thi sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh thì em đạt giải 3, thì bắt đầu là em đặt cái dấu mốc cuộc đời em là em kinh doanh từ 20 tới giờ. Rồi hiện tại thì em có hai cái cơ sở, và đặc biệt là em thích mở cái quán gia đình. Nhưng mà quán của em là chắc có dịp nào mời chị với mấy anh có ghé Hậu Giang á thì ghé thăm, tại vì nó rất là dễ thương, nó kiểu như là cái mô hình chòi mở trên sông á. Dạ. Nói chung là em thích cái vùng quê bình yên vậy, cho nên là em làm cái mô hình đó, mà đặc biệt em chỉ chuyên bán những cái đồ đồng quê thôi. Dạ. Để mang cái hương vị quê nhà cho những cái bạn trẻ ở thành phố mà chưa có được tận hưởng. Rồi, dạ. Có dịp thì về review ha. Dạ. Là hiện tại bây giờ là mình đã rước con về sống chung với mình rồi. Dạ, tức là em hiện tại em đang ở chung với cha mẹ. À. Dạ. Với một đứa cháu gái, tại vì ba mẹ em thì cũng lớn tuổi rồi, nên là nhóc em ở nhà có nhiệm vụ là đo huyết áp, chăm sóc sức khỏe cho ông bà. Nói chung giờ nó cũng lớn rồi nên là dạy nó chăm sóc cho ông bà được. Dạ. Nên là em mỗi một tuần em về nhà 2 lần để cho nhóc nó ở với ông bà, để nó chăm sóc ông bà, tiếp em với nó đi học.
là vợ vẫn ở nhà riêng, em ở chỗ em làm. Dạ em đi làm là em ở Vị Thanh. Dạ còn nhà em thì ở Bảy Ngàn, cách nhau 23 cây số. Dạ. Thế là có việc thì em về, còn không thì cứ cuối tuần thì em chạy về. Cháu vẫn ở với ông bà. Dạ. Ở trên đây một mình kinh doanh, cuối tuần mình về thăm con, thăm gia đình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trên đây là có nhà chưa hay là trên đây? Dạ không, tại vì em chỉ tổ chức kinh doanh, em thuê kinh doanh thôi chứ em không mua nhà, lý do là em cũng có quan điểm là nếu con em đi học ở đâu thì em sẽ đi theo con em tới đó. Dạ, cho nên nếu sau này nó học hết 12, nó muốn ra Cần Thơ hoặc là lên thành phố thì em sẽ đi theo nó. Dạ. Bây giờ nó túm lại là được sống chung với con, với cha, với mẹ nó thấy thoải mái hơn nhiều rồi ha. Dạ. Nhưng mà trời ơi, người ta quýnh một lần thôi là bà lo phải chạy đi mà để cái nhiều lần. Ê, cái túi này mà ông quýnh người ta một cái là người ta vô thẩm liệm luôn á. Chứ người ta không có cơ hội nào bệnh viện đâu nha. Hồi nãy nghe nói nóng tính em cũng sợ nha. Có vụ không? Dạ. Nghe câu chuyện của cổ kể thì mình có cái suy nghĩ gì không? Có cái cảm nhận như thế nào? Chân chỗ nào? Ừ, làm gì có cái vụ làm gì đang ra chương trình mà có vụ dặn trả lời trước nữa. Nhưng mà ví dụ nghe cổ đã qua hai lần rồi như vậy mình có ngại không? Em chưa chắc về, mình cũng đã có con rồi, còn những cái tính bẩm nữa đâu, chủ yếu là sao mà lớn tuổi họ ở nhau có già đâu. Nước còn nước, nước giặt lũ rồi đó, lúc đó là ok rồi, đỡ đó. Không phải như là cái gì trẻ trâu khác. Em muốn kiếm một cái người vợ trong tương lai là người như thế nào? Em chủ yếu là biết rồi, tôi lại là còn nước giặt lũ cho em cái rồi. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ví dụ như ốm quá rồi em toàn những cái chiếc mặt quá bỏ đấu nó bỏ vợ. Nó nuôi heo. Nói chung là chỉ cần thương nhau là cái gì cũng được, đúng không? Và cho người ta đi nhậu, giao luôn là được, về không có làm bạn của bính ta nha. Sao? Không, không, vợ thích đó không gì vậy? Đúng rồi, tao đi tới đó. Cũng đi giao luôn, nhưng mình không có gì đó. Rồi, có gì, cái đó là đạt được. Rồi, còn riêng thì em mong muốn tìm cái người trong tương lai. Người chồng trong tương lai là như thế nào? Dạ em thì nói chung cũng lỡ dở rồi, nhưng mà thật ra em vẫn tin là sẽ có một cái tình cảm nào đó nó bền chặt cho tới khi mà mình hết đời, cũng giống như ba má em vậy thôi. Nên em chỉ muốn một cái người đàn ông có trách nhiệm, sống chân thành, đừng có giả dối, với lại đặc biệt là quan tâm chia sẻ. Chứ nhiều khi cái công việc đó cứ biểu là bếp núc, nhà cửa là của phụ nữ, còn mình chỉ là hết giờ mình ngồi bấm điện thoại thì em không đồng ý vậy. Cả những việc nuôi dạy con cái thì cả hai cũng phải có trách nhiệm chứ, không phải đổ hết cho người phụ nữ hoặc là đổ hết cho người chồng thì cũng không được. Tức là có trách nhiệm quan tâm chia sẻ với nhau thì mới thấu hiểu, thì mới sống với nhau lâu dài được. Dạ. Yên tâm đi ông, này không có bấm điện thoại. Bây giờ cái lỏng đi câu cá, mà có câu cá để bán qua cho tiệm của em á, chứ ông có bấm điện thoại gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ vậy nè, cái vấn đề là bây giờ mình vô cụ thể chút đi. Cụ thể giữa trường hợp hai bạn là thấy nãy giờ cái gì nó cũng phù hợp. Chị thấy ngồi đây chị dò một cái giao diện là cái việc mổ hết trơn á, từ hoàn cảnh nghe nói chuyện, tính cách con người dễ thương, miền Tây thật thà, nhưng mà thật ra hai người vẫn đang ở hai tỉnh khác nhau, có cách nhau như vậy. Thì nó ví dụ trong cái thời gian mà tìm hiểu quen nhau thì đơn giản rồi, chạy lên chạy xuống ai cũng có điều kiện mà, thì nó dễ. Nhưng ví dụ mà lấy nhau rồi đó, này mình phải tính, mình tính cho vui thôi. Lấy ví dụ mà lấy nhau đi rồi ở sao mình ở sao, bên đây tôi nghe kinh doanh mở nhà hàng nhà đồ, bên đây cũng có tiệm, bây giờ càng ngày càng bự lên tới 30 mét rồi mình sao tắt điện thoại kìa ông nội. Đâu rồi nói trước coi, ví dụ như thế mình là nam đi nè đó. Mình... Dạ, nếu mà đến được với nhau thì về với em ở mới được. Giữa anh nói như cổ với anh vậy. Phải phân tích đi, coi nó lực hấp dẫn, lôi cuốn đi. Về quê anh ở, rồi con hay gì về cha mẹ gì đó. Về đó thì hết luôn cũng được đó. Về hết luôn ở đâu? Tháng 8 em cắt cái nhà ở lợi. Trời ơi, cái hỏi vậy mới lòi ra. Tháng 8 cắt cái nhà nữa rồi. Chị hữu cắt chị hữu vậy? Em cắt cái nhà trong cái vựa gom, là ông vựa gom luôn. Rồi sao nữa, rồi cổ về với em rồi, còn công việc cổ sao? Cũng có đất đó, rồi trồng dãy cũng được. Kinh doanh online, rồi có mua bán gì cũng được mà, có gì đó. Anh ở dưới có nhà mở quán ăn gia đình được không anh? Đó, anh tưởng muốn qua Tết mà nè, cái chợ gần nhà mình đó, nếu mà cái cửa thăm đó là anh bán dừa nữa. Anh là của chỗ nào, Sóc Trăng anh?
Thạnh Trị á. Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị. Dạ.